Sau đây chúng ta sẽ bước vào cái cuộc thảo luận về chuyên đề nhất. Chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Cương và Phạm Đức Bình lên cùng tôi lên trình bày. Thời gian chúng tôi cũng có nhiều, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái bài phát biểu rất hay của giáo sư Cương ấy, thì nó đúng với cái chủ đề chúng ta là nói, là khẩu hiệu. Chúng ta đã có một cái tín hiệu đáng mừng, và lần này chúng ta không lỡ cơ hội nữa, và thậm chí có thể là một trong những người bước đi tiên phong. Nhưng tất cả nó nằm trên khẩu hiệu, nằm trên chủ trương thôi. Nó đi vào đời sống chưa? Đó là câu hỏi rất lớn của chúng ta. Ý tứ của anh tổ chức có dành cho các những người ngồi tham gia làm này là có người thuộc về cơ quan đại diện cho giới doanh nghiệp, có các doanh nghiệp và có những nhà lý thuyết. Vậy thì chúng tôi rất là muốn các bạn đặt câu hỏi, hoặc nếu không chúng tôi cũng sẽ đặt câu hỏi cho những thành viên của tòa đàm. Chúng tôi muốn ưu tiên là các bạn tham dự. Xin chúng ta sẽ giơ tay. Tranh thủ thời gian, nếu chưa các bạn chưa có sẵn sàng, chúng tôi xin kính mời câu hỏi chung cho ba vị. Là vậy thì làm thế nào để từ khẩu hiệu nó đi vào đời sống, để chúng ta không lỡ một cơ hội nữa, một cơ hội mà chúng ta đã sẵn sàng mà chúng ta lại không theo kịp. Xin mời anh. Cảm ơn nhà sử học về Trung Quốc, cảm ơn các quý vị. Và tôi cũng chia sẻ một chút là làm thế nào, vấn đề chúng ta nói nhiều về nào là văn hóa doanh nghiệp, rồi vấn đề lợi ích của văn hóa doanh nghiệp đem lại ra sao, và những cái vấn đề bất cập mà chúng ta biết là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn nhỏ Việt Nam, những doanh nghiệp siêu nhỏ trong vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp như thế nào. Mà tôi thì rất tâm đắc một ý trước khi tôi đi vào vấn đề đó là cái lời dẫn của nhà sử học từ Trung Quốc. Cái này tôi nghĩ là tất cả những nhà triết gia hay là những cái nhà tư tưởng, khi mà những giáo sư, khi mà cả những nhà thực hành, những tổng giám đốc điều hành của những tập đoàn lớn, thì đều khẳng định một điều: văn hóa doanh nghiệp chính là cái nhân tố mà dẫn đường, soi sáng cho doanh nghiệp để và tạo ra rất nhiều cái giá trị và những lợi ích cho doanh nghiệp. Cụ thể như là năng lực cạnh tranh, cụ thể như là năng suất. Còn vấn đề nữa là làm thế nào đó doanh nghiệp khi mà có những sóng gió, có những bão tố, thì doanh nghiệp đó với những cái giá trị của mình, với những văn hóa của mình, có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn để có thể tiếp tục vượt lên và trở thành doanh nghiệp lớn mạnh hơn. Đó chính là cái yếu tố văn hóa của doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng nghiên cứu rất nhiều những cái case study, những cái cách mà các cái công ty đa quốc gia và một số các doanh nghiệp Việt Nam trong cái quá trình hình thành và phát triển và xây dựng văn hóa của doanh nghiệp mình. Cái mà tôi muốn chia sẻ đó là cái văn hóa doanh nghiệp chính là cái cốt lõi để phân biệt một doanh nghiệp này đối với một doanh nghiệp khác, thì đó là cái rất quan trọng. Còn về cái vấn đề mà nhà sử học Dương cũng đề ra, thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ nhất là ở Việt Nam mình, các doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí kể cả những doanh nghiệp lớn, cũng chưa chú trọng nhiều đến cái việc chúng ta xây dựng cái văn hóa. Bởi vì văn hóa thì nói một cách đơn giản, tôi nói dễ hiểu, tức là nó bắt nguồn từ những giá trị của doanh nghiệp. Chúng ta cứ tưởng tượng như là cái mô hình ngũ hành, đó là những mô hình mà những cái nhà triết học, những giáo sư về, những tiên là những giáo sư nổi tiếng về viết về văn hóa doanh nghiệp, để cho chúng ta dễ hiểu như là cái văn hóa doanh nghiệp nó bắt đầu từ cái lõi. Đó là những cái giá trị mà doanh nghiệp hướng tới. Và nó thể hiện ra bên ngoài bởi những sứ giả, bởi từng nhân viên của những doanh nghiệp, bởi từng khẩu hiệu. Có doanh nghiệp thì nhấn tới sự sáng tạo, có doanh nghiệp thì nhấn tới sự tôn trọng cá nhân, có doanh nghiệp nhấn tới sự bình đẳng giới, rồi có những doanh nghiệp thì nhấn tới cái việc khách hàng cái chú đáo, trung thực, rồi có doanh nghiệp thì nhấn tới cái việc tinh thần đồng đội, chiến quốc, vân vân. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái giá trị mà doanh nghiệp được. Còn một điểm nữa tôi muốn nêu ở đây, đó là làm thế nào
chúng ta không chỉ nói hô khẩu hiệu thì rất rõ, nhưng vấn đề của các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại, nhiều doanh nghiệp bắt đầu không phải là những doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhận thức hết về cái tầm quan trọng của nó doanh nghiệp đâu, nhưng mà họ nhận thức được rồi xây dựng văn hóa như thế nào, xây dựng cho cái văn hóa doanh nghiệp của mình làm sao mà tạo ra sự khác biệt của văn hóa doanh nghiệp của mình với những doanh nghiệp. Tôi nghĩ đấy cũng là một vấn đề rất là đáng và các doanh nghiệp Việt Nam bởi vì xây dựng nên văn hóa của doanh nghiệp nó vẫn mất rất nhiều việc làm, và nó cái vai trò của người đứng đầu, của người cầm lái, của tổng giám đốc là cực kỳ quan trọng trong cái việc hình thành lên những cái nét văn hóa và dần dần tạo nên những cái giá trị của doanh nghiệp, và để rồi những cái giá trị đó thẩm thấu vào cái chiến lược của doanh nghiệp và những cái giá trị đó thẩm thấu vào những cái chiến lược cạnh tranh kinh doanh. Cái đó là cái sự quan trọng và một trong những giải pháp tôi nghĩ rằng là bằng cái diễn đàn này chúng ta có thể tạo nên những cái diễn đàn hay là những diễn đàn chủ đề sâu hơn nữa để chúng ta mời những công ty thành công, những công ty nổi tiếng, họ có những cái nét văn hóa riêng của mình, những công ty trong nước và những công ty Việt Nam, cũng nghĩ rằng là chúng ta bắt đầu biết đến những doanh nghiệp như Vietjet là những doanh nghiệp bắt đầu họ không chỉ lớn mạnh bằng những cái giải pháp và những cái kết quả của kinh doanh mà còn họ tạo ra những giá trị về xã hội, tạo ra những giá trị về môi trường, về tăng trưởng xanh, tất cả cái đó nó quệ vào kinh doanh. Thì đó mới là cái trường tồn và đó mới là cái sự phân biệt giữa doanh nghiệp này và doanh nghiệp khác. Và tôi nghĩ ở Việt Nam chúng ta bắt đầu xuất hiện doanh nghiệp như vậy, Vietjet là một doanh nghiệp như vậy, rất là tốt, hay là Vinamilk vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, cách giải pháp tốt nhất đối với doanh nghiệp của Việt Nam nhỏ vừa đó là tạo ra những diễn đàn kết nối, chia sẻ với nhau, chúng ta có thể học hỏi cái bài học kinh nghiệm cũng như bài học thất bại. Từ đó chúng ta tìm ra cái việc xây dựng cái văn hóa riêng của doanh nghiệp đó cũng là một cái cách thức. Là tôi nghĩ là để thông qua những cái kinh nghiệm của những cái công ty đa quốc gia, những công ty điện tử Thụy Điển, IKEA hay những tập đoàn lớn, hay là những chính doanh nghiệp trong cùng ngành của mình, thì những doanh nghiệp của Việt Nam có thể tự xây dựng cho mình cái văn hóa doanh nghiệp của mình, và tôi nghĩ rằng đó nó sẽ có ích rất nhiều trong cái bối cảnh hôm nay chúng ta nói về kinh tế số và chúng ta đã nói về cái kỷ nguyên phát triển bền vững, nói về bình đẳng giới, nói về phó biến đổi khí hậu, rồi chúng ta nói về nguồn nước vân vân. Thì tất cả cái đó nó nằm trong một cái chương trình nghị sự phát triển bền vững 17 mục tiêu phát triển bền vững và bao gồm 169 các chỉ tiêu cụ thể hướng đến doanh nghiệp vững bền, doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển nó nhân văn hơn và nó bao trùm hơn, thì đó cũng là những nét văn hóa của doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là tôi không thể nói được về chủ đề này, chủ đề nguyên số, kinh tế số hay là phát triển bền vững trong 5-3 phút để có trả lời. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó đều cực kỳ quan trọng trong cái việc tạo dựng nên một cái văn hóa riêng biệt của doanh nghiệp mình, và đó sẽ là một cái vũ khí cạnh tranh cực kỳ lợi hại trên thị trường, và đó cũng là một trong những cái điểm níu lại khi mà chúng ta thu giữ những nhân tài, bởi vì cái văn hóa là một giá trị cực kỳ quan trọng khi nó kêu gọi, nó níu giữ những tài năng làm việc lại cho doanh nghiệp. Cái đó cũng là cái năng lực rất là lớn lao và cũng vô hình quan trọng. Chúng ta chú ý là khi mà ở cái phiên đầu tiên này hai diễn giả là một diễn giả Việt Nam và một diễn giả nước ngoài, chúng ta nhấn mạnh đến cái điều chúng ta có một cơ hội là khởi động cùng như thế này. Nhưng mà rõ ràng cái bài phát biểu của ông Bí thư thứ hai thì cho thấy cái điểm khởi đầu của chúng ta còn quá nhiều cái di sản. Tôi nghĩ rằng cái hành xử của ông là khi ông cởi cái áo Western, là vì chắc lúc đầu đến đây cũng lại nghĩ như cứ hội nghị khác giống như nhà ngoại giao, và đến hiểu là ông làm được hành vi ấy cho hết sức quan trọng. Nó là cái thông điệp rằng chúng ta khởi đầu cùng một lúc nhưng mà chúng ta lại có một cái di sản rất nặng nề. Cho nên có lẽ xã hội Thụy Điển như cách trình bày của ông nó đi vào văn hóa, đi vào đời sống rất cụ thể trong giáo dục, trong hành xử xã hội, ăn mặc vân vân. Còn chúng ta bắt đầu phải cởi bỏ rất nhiều quá khứ. Tôi xin nhắc lại cách đây 90 năm của Lưu Văn Cam mới bắt đầu làm cái đạo làm giàu, và cái đầu tiên là quan niệm làm giàu có phải là xấu không,
vân vân. Cái điều đó đã phát được rồi. Tôi rất là mong ở đây các bạn hãy trao đổi. Vậy thì với cái chúng ta đi vào cái cuộc hành trình này bằng cách nào? Thì chúng ta không những là theo kịp thiên hạ mà chúng ta cũng phải cởi bỏ dần tất cả những cái hạn chế như những cái di sản của quá khứ. Xin các vị trong trên đoàn chủ tịch tòa hay là các bạn tham dự xin phát biểu. Rất mong ở phía dưới có người phát biểu. Nếu không thì xin mời chúng ta chủ động đấy. Chúng ta nói rất ngắn thôi, vâng. Tôi xin có ý kiến bổ sung như này. Trong cái bài điều chỉnh của tôi và cũng như đúng như là nhà sử học Dương Trung Quốc nói là cái thực tiễn làm văn hóa doanh nghiệp của chúng ta rất ngắn ngủi, nó là cuối cái thời kỳ của cách mạng 4.0. Thế nhưng mà bây giờ nó có cái lợi thế là đi sau, nhưng mà cái chính sách của chính phủ là sáng rõ rồi và bây giờ có cả một phong trào toàn dân, phong trào quốc gia về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thế thì theo tôi ấy, thì cần làm cái điều này. Cái này hướng về cái chủ đề của doanh nghiệp là thứ nhất ấy, thì các doanh nghiệp phải có một cái thái độ và có một cái nhận thức đúng đầy đủ về văn hóa doanh nghiệp cả ở cái tầm quốc tế và cái vị thế của Việt Nam. Có nghĩa là như vậy có thể xuất là phải coi đấy là cái nguồn lực để phát triển, là cái cách thức để quản trị và nó là cái tạo ra giá trị và sự phát triển bền vững cho xã hội. Cho nên phải thực hiện nó một cách bài bản, tức là phải có quản trị đàng hoàng, phải có kế hoạch, phải có lãnh đạo, phải có tổ chức lãnh đạo và kiểm tra đánh giá điều chỉnh. Cho nên là chúng ta không chấp nhận cái kiểu là văn hóa của doanh nghiệp nó quá đơn sơ hoặc nó ngầm đi hoặc là nó bất thành văn. Bây giờ là thứ hai là trong quá trình làm văn hóa doanh nghiệp như thế thì cái nền tảng yếu tố quyết định của những người lãnh đạo và sáng lập doanh nghiệp ấy, là phải căn cứ vào cái môi trường kinh doanh, cái điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình. Ví dụ doanh nghiệp nhỏ thì anh chỉ làm cái triết lý thôi, nó đơn giản thôi. Những doanh nghiệp lớn thì là làm rất bài bản và phải nên học hỏi những kinh nghiệm của những doanh nghiệp thành công, nhiều doanh nghiệp nước ta thành công như FPT như theo các bạn nói. Và cái điều thứ ba thì cần chú ý đến những cái chuẩn của quốc gia. Bây giờ là những cái yêu cầu của thủ tướng ấy, mà trong hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thì chúng tôi đề ra là có 6 cái tiêu chí. Thứ nhất là cái người doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp là phải là cái người có hoàn mã, người làm tấm gương văn hóa doanh nghiệp. Điểm thứ hai là cái doanh nghiệp đấy phải thực sự bắt tay chứ không phải dừng lại, tức là thực hành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và quản trị văn hóa doanh nghiệp. Cái thứ ba là có cái thượng tôn tinh thần, thượng tôn pháp luật, và thứ tư là có đạo đức kinh doanh, thứ năm là có cái trách nhiệm đối xã hội đầy đủ, và cái thứ sáu thì là có cái cạnh tranh, thực hiện cạnh tranh lành mạnh. Như vậy thì trong cái việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp này thì chúng ta thời điểm này rất là thuận lợi, là nó phù hợp với cái bối cảnh yêu cầu cách mạng 4.0. Chúng ta biết là cái sự phát triển của cách mạng 4.0 thì nó đề cao cái nhân tố nhân văn và nó đề cao cái sự minh bạch. Sự kết nối thì cái đó nó lại thuộc chính về cái vai trò tác dụng của văn hóa doanh nghiệp từ cái cách mạng 2.0, 3.0 rồi. Thì bây giờ nó có cái cơ hội để phát triển mạnh hơn và có cái nhiều cái hệ thống, cái công cụ để đánh giá chính xác hơn, và đặc biệt chúng ta có chuẩn mực quốc gia cho vấn đề này. Cho nên cái phong trào này tôi nghĩ là nó sẽ rất thành công. Xin tôi rất cảm ơn ý kiến của giáo sư Cương. Tôi có khởi đầu bằng cuộc thảo luận bằng cái hình tượng, tức là văn hóa là xoay đường của chúng ta đi, xoay đường để còn có đuốc, có thể vào một cái đèn. Chúng ta nhớ một câu ngạn ngữ rằng là đôi khi cái nơi tối nhất là cái chân đèn. Chúng ta nói rất nhiều cái chủ trương lớn của đảng nhà nước, nhưng mà chúng ta thấy có đến hàng nghìn cái văn bản trái pháp luật, có là quản lý nhà nước, có cái hiện tượng với bộ máy mà dù chúng ta đã thúc đẩy rất nhiều bộ máy phát triển có hiệu quả hơn, nhưng mà rõ ràng đấy là nó cần đi vào thực tiễn đấy. Cho nên tất cả đó vẫn là trên khẩu hiệu, trên mong muốn làm thế nào được. Tất nhiên chúng ta cương vị ở vị trí của các doanh nghiệp, chúng ta tác động là như thế nào. Đó là cái vấn đề tôi cho là rất nan giải trong xã hội chúng ta hiện nay. Cái lý thuyết công thoáng cũng thực tế ngược lại. Tôi rất muốn nghe ý kiến của vị và đặc biệt là của CEO đồng đây,
kính chúc nên tôi cũng có truyền đạt một cái lời về câu hỏi của các bạn trong cuộc tọa. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vấn đề về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Theo các vị thì đâu là nguyên nhân và giải pháp như thế nào? Để một nhà doanh nghiệp nói rất cần một câu hỏi. Cảm ơn nhà sản học Dương Quốc. Cảm ơn các vị đại biểu. Ra là nhắc và trả lời câu hỏi của nhà sản học. Vì câu đầu tiên là làm thế nào để văn hóa doanh nghiệp không dừng lại doanh nghiệp trên lý. Thì ra là đây là xin phép của tôi đại diện cho một cái thế hệ trẻ của Việt Nam và cũng là CEO của công ty. Thì trước đây thì tôi có khoảng tầm trên chục năm làm thuê công ty chuyên nghiệp, công ty lớn. Và xuất thân ở đây thì mọi người vừa có nói đến một cái văn hóa của FPT và tôi cũng trưởng thành 8 năm của FPT. Thì thực ra là đến bây giờ thì ngộ được một cái điều gì nhìn lại ấy. Thì đối với tôi một cái nền văn hóa doanh nghiệp mà muốn nó không phải dừng lại chỉ ở tổ hiệu thì nó phải là một cái đạo mà do người đứng đầu sẽ phải là những người tiên phong nhất, những người mà luôn luôn đúng đấu những ý tưởng mà là những người cụ thể hóa hành động. Thực ra có một cái mô hình mà Việt Nam và so với các nước tiên tiến trên thế giới ấy, thì trước đây là có vẻ xe thường thường là người lãnh đạo theo một cái tư duy truyền thống thì sẽ là người ở trên một cỗ xe thượng và cứ thế là cầm cái roi để phất cờ. Nhưng mà với một cái nền văn hóa trẻ mà chúng ta muốn bắt nhịp được những cái xu hướng thế giới, thứ nhất là chúng ta là những người lãnh đạo đầu tiên là những người tiên phong và những người mà những con ngựa đầu đàn sẽ phải là cái mà kéo bạn xe đi lên chứ không phải là chỉ là một người ngồi ở trên để chỉ là phất cờ. Và việc thứ hai nữa là bản thân những người mà điều hành công việc thì làm sao cái việc tạo một cái nền văn hóa thì văn hóa nó sẽ là từ những cái nhỏ nhất, từ những cái câu chào hỏi hay là cái cử chỉ, cái cách mà mọi người gọi là giao tiếp với nhau trong công việc. Và cái việc thứ hai nữa là làm sao để cho thế hệ trẻ họ phải có lòng tự tôn dân tộc. Cái lớn nhất là cái mà theo tôi nghĩ là người Việt Nam chúng ta là cái tình yêu thì đôi khi thì khẩu hiệu thì là có được, nhưng cái lòng tự tôn dân tộc ra nó lại ở cái mức của rất thấp. Ví dụ như là xin phép là nói qua một chút về cái văn hóa doanh nghiệp thì mọi người có để ý cái thời gian vừa rồi là có cái kỳ World Cup diễn ra ra thì chúng ta nhìn thấy một cái nét văn hóa của một dân tộc mà họ thường đặt, họ tự tôn cái dân tộc của họ. Ví dụ như khi ở những trận bóng đá của đội tuyển Nhật Bản khi họ đá thì bao giờ thế dù họ thua hay thắng thì người Nhật bao giờ thế họ cổ động viên họ tức giác, đứng dậy và không dọn ra. Đấy là những cái mà văn hóa nhỏ nhất. Thì khi người Việt Nam chúng ta thì nói về văn hóa doanh nghiệp, nói về cách mạng 4.0, việc đầu tiên chúng ta hiểu cái nguồn gốc, cái từ xuất xứ đầu tiên là gì và chúng ta hiểu chúng ta đang đứng ở đâu và chúng ta hãy tập làm từ những việc nhỏ nhất trong cái. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta bắt đầu nhận được nhiều câu hỏi. Một câu hỏi của Đặng Thị Xuyến, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn SPC. Làm sao để nhận diện và đánh giá văn hóa doanh nghiệp có quy chuẩn gì không? Làm sao để kỷ luật trở thành một nếp văn hóa của doanh nghiệp? Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi này. Hiện nay về cái nghiên cứu ở văn hóa doanh nghiệp ấy, thì nó có cả cái khoa học. Ví dụ như tôi trường đại học kinh tế, tôi làm nghiên cứu của môn văn hóa doanh nghiệp thì nó có những giáo trình xây dựng rất bài bản. Thì trong đó có một những cái công cụ, những cái lý thuyết để đo văn hóa doanh nghiệp. Mà cái này nó áp dụng ở Mỹ đối với hàng chục ngàn doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta nghiên cứu vận dụng Việt Nam, ví dụ như mô hình GOP, mô hình OCAN, mô hình EKC thì đấy trong cái bài tôi nói. Như vậy hoàn toàn có thể đo được cái văn hóa doanh nghiệp ở cái mức độ mạnh hay yếu, tốt hay là xấu và theo cái loại hình gì, ví dụ như thiên về văn hóa sáng tạo hay văn hóa gia đình, cái văn hóa thị trường, văn hóa cạnh tranh. Thế thì cái việc đấy có thể làm được. Tuy nhiên nó phải có cái sự khảo sát cụ thể. Nhưng mà có một cái điều như thế này, ngoài trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp ấy, thì ngoài cái chuẩn của thế giới thì chúng ta lại cần có cái chuẩn của Việt Nam. Cái chuyện mà lúc đấy tôi nói về tiêu chuẩn, những cái nội dung chính mà Thủ tướng Chính phủ phát động ấy, bốn cái tiêu chí gọi là phải có doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng doanh nghiệp để thực hiện được cái nguyên tắc thượng tôn pháp luật, rồi cái cạnh tranh lành mạnh, thế thì những cái đó thì nó sẽ đặt ra vấn đề là chúng ta phải có cái chuẩn, phải có cái phương pháp để đo. Và cái này thì hiện nay thì Thủ tướng
thực ra cái hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp, tức là sẽ thành lập một cái ban tổ chức về xây dựng cái quy trình đánh giá và công nhận văn hóa doanh nghiệp và xây dựng một cái bộ chuẩn. Thế thì muốn làm điều này thì nó phải có hai cái quan trọng là thứ nhất cái bản bộ chuẩn đấy, bộ chuẩn cái công cụ đánh giá thì thực sự nó phải chuẩn, và cái điều quan trọng hơn là cái quá trình thực thi nó phải hết sức khách quan, công bằng và nghiêm túc, tránh những tình trạng như chúng ta thấy một số phong trào đang phát động thì cần trao rất nhiều các giấy chứng nhận nhưng mà cái gia đình ấy không đạt chuẩn văn hóa và cái làng bản đấy không đạt chuẩn về sự văn hóa. Cho nên cái tôi nghĩ là trong cái phong trào này với cái yêu cầu minh bạch hóa và cái tăng cường giám sát tương tác của chính phủ và người dân ấy, thì chúng ta có thể rút kinh nghiệm và làm cái điều này tốt hơn. Chúng tôi cũng sẽ nêu thêm một câu hỏi nữa để các bạn trả lời. Nhiều người cho rằng trong thực tế hiện nay nên làm thế nào để doanh nghiệp phát triển thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp làm giàu chính đáng cho chính doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội hơn là vấn đề văn hóa, đạo đức, các định vị như thế nào? Tôi xin có ý kiến luôn. Cái cách đặt vấn đề như thế là nó hơi bị lầm lẫn, hơi phiến diện. Cái mà chúng ta đang nói đến đây và cũng là tinh thần của nghị quyết chương 5 khóa 8, nghị quyết 35 vừa rồi các chị nói là cái đưa văn hóa thấm vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để nhờ có văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp mà doanh nghiệp có được chữ tín, có được những cái sản phẩm có hàm lượng văn hóa, tạo giá trị gia tăng cao và có được cái sự phát triển bền vững. Cho nên là trong thực tế thì lúc đầu doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì có thể chưa tác động, chưa động đến văn hóa nhiều, nhưng mà cái câu chuyện là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tài, cái chủ tịch thế giới động, lúc đầu thì anh nghĩ là nếu mà ai nói văn hóa di động thì anh không để ý đấy, nhưng bây giờ trong cái quá trình khi doanh nghiệp phát triển thì anh thấy là nếu không có văn hóa doanh nghiệp thì không thể có được cái thế giới di động như ngày nay. Và vậy thì cái tôi nghĩ là cái tiếp cận khôn ngoan của trong thời buổi 4.0 là cái đưa cái những cái triết lý kinh doanh có văn hóa và đưa cái mô hình quản trị doanh nghiệp theo cái hệ thống văn hóa của nó ngay từ giai đoạn đầu, ngay từ giai đoạn đầu thì nó tránh cho chúng ta rút ngắn cái khoảng cách cái sai lầm, rút ngắn cái sự thất học và cái trào lưu chung của người. Tôi thấy có một vấn đề, tức là chúng ta thường hay sử dụng những cái thuật ngữ mà không nói đến cái nội hàm của nó. Chữ văn hóa hay chữ đạo đức thì có từ rất lâu rồi, mỗi thời nhưng mà khác nhau. Bởi vì chúng ta nhắc lại đạo đức ngày hôm nay thì khác đạo đức ngày xưa. Cho nên tôi rất lưu ý các bạn là này, trong toàn bộ khi nhà nước Việt Nam mới ra đời trong thời gian rất ngắn ngủi và đầu tiên thì chỉ có một cái văn bản duy nhất mà liên quan đến cái mô hình kinh tế ngoài cái lời kêu gọi. Lời kêu gọi quan trọng nhất là gì? Là gắn kết gì cái sự giàu có của người dân, trong đó có doanh nghiệp, đã làm nên sự thịnh vượng quốc gia. Nhưng một cái văn bản quan trọng nhất và trực tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia đó là xây dựng cái điều lệ hợp tác xã. Cái hợp tác xã chúng ta bị cái mặc cảm của thời kỳ, nó thành công ở chỗ tập hợp lực lượng xã hội, mục tiêu là giải phóng đất nước, nhưng nó lại thất bại ở chỗ nó không tạo ra được cái sự phát triển thực tế, cái ưu thế của lao động thực tế. Thì ngay từ những cái tài liệu Manh Nha, Cô đã nói đến một cái điều rất quan trọng, cái đạo đạo đức, cái văn hóa là dân chủ. Anh mất dân chủ thì ở chỗ xã không có cái gì. Vậy thì cái đạo đức ngày hôm nay chúng ta bàn phải là vấn đề dân chủ, cái môi trường chúng ta là dân chủ. Đấy là một vấn đề mà chúng tôi nghĩ là ngay ở Quốc hội thảo luận cái chuyện đó, chúng ta vẫn toàn dùng những cái khái niệm chung đạo đức thì văn hóa và không thấy rằng cái cốt lõi là cái gì, là cái tiêu chí để chúng ta có thể đánh giá được. Thì chúng tôi cũng rất là muốn, bởi vì tôi thấy rất thì càng doanh nghiệp nhỏ thì thôi thì chấp nhận bôi trơn, chấp nhận nó vượt qua đi, mình không đủ lực để cưỡng lại đâu. Thế làm ta sao cho văn hóa là hành xử xã hội, nó tạo nên một cái môi trường nó ủng hộ những hành vi tưởng rất nhỏ ấy của một cá thể thôi, thì nó sẽ tạo ra một cái sự lan tỏa và nó xây dựng dần, hình thành dần một cái nếp sống, một cái quan niệm xã hội. Thì đây quan điểm của tôi qua nghĩ như vậy, thì xin rất mong là các vị có thể phát biểu thêm hoặc các vị ở dưới có thể cho thêm những ý kiến của mình. Từ cái ý kiến của nhà sử học của Trung Quốc, tôi xin bổ sung một chút, bởi vì chúng
ta hôm nay có chủ đề là văn hóa kinh doanh và đạo đức kinh doanh. Thực ra là cái từ đạo đức kinh doanh ấy, thì tôi cũng đã được chia sẻ bởi những thông qua những diễn đàn ngày nay chúng ta nói nhiều về kinh doanh có trách nhiệm, nó cụ thể hóa và cụ thể hơn một doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm là một doanh nghiệp như thế nào, trách nhiệm, cách ứng xử, cách hành xử đối với cán bộ công nhân viên của mình như thế nào, rồi cái cách ứng xử của doanh nghiệp ấy, đối với vấn đề lao động ra sao, rồi những vấn đề về năng lượng, những vấn đề về bảo vệ môi trường, đó chính là nó tạo nên một cái doanh nghiệp gọi là responsible business, doanh nghiệp có trách nhiệm. Cái đó rồi là vừa nãy một số chúng ta đã nêu là trách nhiệm về bình đẳng giới rồi vân vân và vân vân, rồi chế độ chính sách vân vân, thì tất cả cái đó thì ngày nay ấy, các cái doanh nghiệp bền vững mà muốn đi xa thì thường thường là từ doanh nghiệp có trách nhiệm, và những cái từ đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hay là doanh nghiệp bền vững thì đều xoáy quanh vấn đề về kinh doanh một cách có trách nhiệm. Thế không phải ngẫu nhiên mà đi tại những thế giới hay là hội đồng doanh nghiệp về sự phát triển bền vững hay là những hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc cũng tổ chức rất nhiều những cái chủ đề kinh doanh có trách nhiệm, quy tụ rất nhiều những cái nhà lãnh đạo từ hàng đầu về để chia sẻ kinh nghiệm. Cái đó tôi nghĩ rằng là nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ các doanh nghiệp Việt Nam tập hợp được những cái đó, nhận thức được những cái đó và đưa vào trong chiến lược cạnh tranh, đưa vào cái đời sống kinh doanh của mình để thể hiện mình là một cái doanh nghiệp, một công dân tốt, một công dân có trách nhiệm, một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm của xã hội, thì cái đó cũng hết sức là quan trọng. Bởi vì nói cho cùng thì chúng ta đều rất là rõ ràng nhận thấy là kinh doanh tốt hơn, khi mà doanh nghiệp tốt hơn thì sẽ đóng góp nhiều cho xã hội hơn và sẽ trở nên sẽ làm cho xã hội sẽ trở nên xã hội bền vững hơn. Tôi xin chia sẻ cái ý kiến của ông Trương Trung Quốc, tức là đôi khi cái văn hóa, cái đạo đức chúng ta nói nhiều nhưng nó trừu tượng lắm, và trong trường hợp tình huống cụ thể thì lại rất khó. Thế thì theo tôi như thế này, cái đạo đức kinh doanh là một bộ phận văn hóa kinh doanh, nó là những chuẩn mực cơ bản để đảm bảo cho cái hoạt động kinh doanh có văn hóa. Tuy nhiên thì cái đạo đức trong đạo đức kinh doanh thì nó lại khác với cái đạo đức cá nhân. Thế vừa rồi trong cái đào tạo, tham gia đào tạo cái lớp quản trị kinh doanh của viện quản trị kinh doanh đại học FPT ấy, thì tôi có đặt ra một cái câu hỏi để cho học viên như thế này, tức là trong cái phiên tòa xử vụ án Ocean Bank ấy, thì ông Hà Văn Thắm chủ tịch có một cái hành vi rất tử tế, tức là nhận tội thay nhân viên, và với cái bà tổng giám đốc thì ông ấy xin giảm tội và lấy tiền, cam kết là lấy tiền cá nhân mình để bồi thường cái khoản tiền mà bị tòa án phán quyết. Thế thì tôi đặt ra vấn đề là vậy thì cái hành vi của ông Hà Văn Thắm trong trường hợp này có phải là người kinh doanh có đạo đức không? Có đúng đạo đức kinh doanh chúng ta không? Thế thì các vị đại biểu cho rằng có hay không? Thế thì ở đây tôi mới giải thích là không. Tức là hành vi cá nhân đó thì ông là người có đạo đức, thể hiện một cái sự tử tế. Nhưng khi đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp chúng ta đặt ra cái chuẩn quốc gia thì cái tiêu chuẩn đầu tiên là thượng tôn pháp luật. Thượng tôn pháp luật có nghĩa là trong cái những chuẩn mực đạo đức ấy thì nó có thể đặt cao hơn, nhưng mà cái đạo đức đấy, cái chuẩn mực tối thiểu đó là tuân thủ pháp luật, không phạm luật. Thì trong trường hợp này thì ông ấy phạm luật, ông ấy phạm luật và ông ấy dẫn đến hàng loạt những cái cấp dưới của ông phải vào tù. Thì trong trường này thì rõ ràng là ông là người không có đạo đức kinh doanh. Còn cá nhân ông thì có thể được sử dụng như thế này. Thế cho nên là trong tình huống thì phải vậy, thì cái mà tôi nhấn mạnh đây muốn xét toán kết quả thì chúng ta phải có những cái hệ thống chuẩn mực. Chúng ta có thể đánh giá theo cá nhân và có cái sự khác nhau giữa đạo đức kinh doanh trong kinh doanh với cái đạo đức cá nhân biểu hiện cụ thể. Thế cho nên là cái việc đánh giá đấy nó phải hết sức là cụ thể và có chuẩn mực. Xin hết. Chúng tôi nêu một câu hỏi nữa nhân thảo luận cho nó sôi nổi và thời gian cũng rồi. Trước tâm lý xí ngoại của người tiêu dùng Việt, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vì mục lợi nhuận đã hoạt động kiểu đánh lận con đen,
gian lận trong quảng cáo, biển hiệu, bao bì, nhãn mác, sản phẩm cho in toàn chữ Nhật, hàng Anh nhưng bán hàng sản xuất từ Trung Quốc. Vậy bài học từ hệ thống kinh doanh kiểu Mubuso, kiểu này, có phải là đạo đức kinh doanh hay không? Vậy văn hóa đạo đức kinh doanh ở đâu khi lợi nhuận vẫn luôn được các doanh nghiệp tại hàng đầu? Đâu là nguyên nhân thực trạng ngày càng nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh gian lận kinh doanh? Tôi xin phép được trả lời câu hỏi. Thực ra theo tôi nghĩ là với một cái xã hội càng ngày càng phát triển thì cái việc cụ thể về kinh doanh, nhất là chắc là câu hỏi của bạn là về kinh doanh online một chút, càng ngày sẽ là càng bùng nổ. Và thực tế là bây giờ thị trường đúng là nó có rất nhiều cái biến động, cũng rất là nhiều nha. Nhưng ngược lại thì nếu mà chúng ta là, nếu đặt địa vị chúng ta là một người tiêu dùng và có hiểu biết hơn một chút, thì đến kỷ nguyên bây giờ sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể check được cái việc là nó đúng hay không. Ví dụ đơn giản là mọi người bây giờ theo một cái văn hóa tiêu dùng, mọi người có thể mua một cái điện thoại hay là kể cả từ mua một chai nước hay là mua một viên thuốc, chúng ta đều có thể lên Google search cả. Nghĩa là thời đại bây giờ đang nói đến văn hóa doanh nghiệp, đang nói đến kỷ nguyên 4.0. Nghĩa là tất cả mọi thứ thông tin là đều public, hoàn toàn là chúng ta cái gì cũng có thể kiểm tra trước. Và tôi xin phép nói một chút là nói về văn hóa doanh nghiệp. Thì thực ra là về văn hóa doanh nghiệp ở đây mọi người, nghĩa là khi mà nói đến thì nghe nó rất là cao sang, như nghĩ miều thì đấy một chút. Nhưng thực tế nó là cái gì? Như tôi nói là nó từ những cái nhỏ nhất. Văn hóa doanh nghiệp là văn hóa đầu tiên từ những người đứng đầu và từ những người nhân viên, những người cộng sự làm công ty. Thì như tôi nói là cái lòng tự tôn dân tộc ấy. Thì khi mỗi con người mà tự nhận thức được cái trách nhiệm, cái ý thức của mình thì mình sẽ phải làm cái điều gì đấy mang được cái giá trị tốt nhất đến cho đất nước, cho quê hương mình. Và để nói về văn hóa doanh nghiệp thì việc đầu tiên là cái ông CEO, người đứng đầu, ông CEO sáng lập ra công ty, ông phải có một cái tầm nhìn, có một cái sứ mệnh, có một cái giá trị cốt lõi công ty, có thể nhận thức được là mình sinh ra cái công ty để làm gì và mình hoạt động trong cái gì, mình đóng góp được cái gì cho xã hội, và cái tầm nhìn, cái đích đến cuối cùng của nó là ở đâu. Và từ cái nhỏ nhất, khi mà lúc nãy là có người hỏi là tại sao mà để có nên áp kỷ luật ở trong công ty không để tạo một cái nền văn hóa doanh nghiệp. Thì theo tôi nghĩ là với một công ty thì bây giờ nó có rất nhiều cái chỉ số để áp đặt được cái việc là đúng hay sai trong một doanh nghiệp. Ví dụ như cái văn hóa trong doanh nghiệp là như ngày xưa thì chúng ta thấy là khi sếp giao việc nhân viên là cứ giao việc ngồi họp, nghĩa là rất là mất thời gian, xong rồi giao một cái việc xong khoảng tầm tuần sau, nửa tháng sau chúng ta đọc lại được đấy. Nhưng thực tế bây giờ tất cả mọi chỉ số khi chúng ta áp dụng khoa học công nghệ và 4.0 là nó có KPI đánh giá được cái chỉ số của nhân viên làm việc có hiệu quả hay không. Đấy nó cũng là một cái nét văn hóa doanh nghiệp. Một cái văn hóa là chúng ta tự đào thải. Ngày trước là cứ người không làm được, không sao, không ảnh hưởng đến những cái vấn đề của người khác. Nhưng nhờ cái KPI tất cả mọi thứ nó có rất sẵn rồi, và có người điều hành thì họ chỉ nhìn cái chỉ số đấy là họ có thể đưa ra cái phán quyết của mình, biết được đâu là nhân viên làm tốt không tốt, và cái văn hóa tự đào thải. Trước đây tôi đã từng sang Nhật Bản và đến thăm một số các tập đoàn lớn của Nhật Bản, ví dụ như là điển hình của qua bên Mitsui. Thì thường thường tôi thấy một văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là như này: hai nhân viên trong một văn phòng ngồi làm việc với nhau, thì một ông A là đang ngồi đọc báo, ngồi chơi game, cái ông B ngồi bên cạnh rất là cắm cúi ngồi làm việc, nhưng mà ông B bên cạnh không nhắc gì cả và ông không quan tâm đến việc là cái ông A ngồi bên cạnh là ông ấy đang làm việc gì. Tôi chỉ nghĩ là tôi và ông B, ông chỉ đơn thuần là nghĩ là tôi đang làm rất là tốt việc của tôi, và đến cuối năm tăng lương xét thưởng thì ông sẵn sàng ngồi nói lãnh đạo em cả năm em làm rất là chịu khó, em không nghỉ việc, em nghĩa là em rất là cực cù. Nhưng mà đối với Mitsui thì người ta đề ra cái kiểu này: cái ông A ngồi bên cạnh mà ngồi không làm việc, đọc báo chơi game, ông B ngồi bên cạnh rất là tập trung làm việc, phản hại ông luôn. Vì cái văn hóa của họ là phải văn hóa đào thải. Muốn một doanh nghiệp tốt, muốn một doanh nghiệp có văn hóa, muốn một doanh nghiệp có sự tiến bộ thì phải có sự đào thải, phải sự đấu tranh. Vốn dĩ là đất nước chúng ta thì xã hội này phát triển được phải đấu tranh. Nếu mà một con người chúng ta ngồi bên cạnh rất tốt, chỉ có làm công việc của mình nhưng mà chấp nhận cái việc đấy, có nghĩa là chúng ta đang phản hiện. Cái câu trả lời, câu hỏi đấy tôi trả lời rất ngắn như thế này. Đấy, cái kiểu hành vi thế là vô văn hóa, là không đạt cái chuẩn của văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp. Bởi vì cái tiêu chuẩn của đạo đức kinh doanh là phải trung thực, là không làm hại và lừa dối khách hàng. Thế bây giờ quảng cáo sang rồi là những cái thứ đấy thì rất đơn giản. Nó vi phạm cái tiêu chuẩn đầu tiên là kinh doanh thiếu trung thực. Và quảng cáo lắm, lừa đảo, thế thì vô đạo đức.
và không những vô luật rất là vi phạm pháp luật. Và nhân đây tôi nói hiện nay đang có một cái xu hướng là giữa những cái chuẩn mực của đạo đức và pháp luật nó tác dụng tương hỗ cho nhau, tức là có nghĩa là như phần trên tôi nói cái chuẩn mực, những quy định pháp luật thì là những tiêu chí tối thiểu để đánh giá là anh là có là đạo đức hay không, đạo đức hay không. Nhưng mà cái người kinh doanh có đạo đức ấy, thì đôi khi họ có những tấm lòng, có những cái hành xử vượt trên cái chuẩn mực về pháp luật. Ví dụ như là họ làm từ thiện, họ cống hiến hàng tỷ, hàng nghìn tỷ vào những cái chương trình từ thiện. Rồi ví dụ như là những cái doanh nghiệp vừa rồi giúp chúng ta có bản quyền xem World Cup, xem Olympic châu Á. Thế thì tôi nghĩ là cái đó thì nó hỗ trợ chúng ta. Nhưng mà cái việc kinh doanh lừa đảo vừa vi phạm pháp luật và vừa vô đạo đức xin hết. Tất nhiên những cuộc thảo luận này không thể đi cùng được, mong rằng nó gợi ý được cho chúng ta tiếp tục suy nghĩ. Nhưng từ khẩu hiệu đến hành động tôi cho là điều rất quan trọng. Câu trả lời của thầy Cương thì tôi cũng thấy nó trở lại một cái câu chuyện cách đây 90 năm. Là trong cái cuốn xuất bản về của cải, Lưu Văn Cang nói cụ bảo quan trọng nhất của cái làm giàu là quan niệm cũ, họ ghét làm giàu là vì làm giàu không trung thực, phải nói dối làm giàu. Cho nên cái quan niệm mới đạo làm giàu của cụ Lưu Văn Cang gì, nó phải thuận theo tự nhiên, làm thương thuận theo tự nhiên nó tạo ra một cái chúng ta gọi là giá trị gia tăng, thì đấy chính là làm giàu là đạo đức. Anh không, tôi bảo anh muốn bán thấp mà anh chỉ mong mất mùa, khi nào mất mùa giá cao, thế là không thể thuận theo tự nhiên. Và điều đó nó rất gần với một cái định nghĩa của tôi, cho cá nhân tôi rất chia sẻ, trong lúc chúng ta có hàng trăm cái định nghĩa khác nhau văn hóa, nhưng quy lại cuối cùng là gì? Văn hóa là ứng xử giữa con người với con người và con người với tự nhiên. Không cái gì bằng cái tự nhiên. Tự nhiên. Không có đổi mới chúng ta cũng là trở lại đúng quy luật. Và tôi cho đây là một câu chuyện mà nhân cơ hội này tôi muốn được chia sẻ một chút suy nghĩ của tôi về cái khẩu hiệu. Khẩu hiệu đúng thì chúng ta sẽ đi đúng. Chúng ta đã có mười mấy năm là tiến hành cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nó rất tốt trong tình hình khởi động. Nhưng hình như chúng ta thiếu tự tin mà chúng ta vẫn duy trì câu hỏi. Cho nên người Việt Nam chỉ tìm cách giải cứu nhau. Cái người Việt Nam chỉ không chịu phấn đấu đấy. Cho nên vẫn xính hàng ngoại, vẫn mọi cái đều. Tôi muốn đưa ra một quan niệm thay đổi tâm thế đi. Là lúc này hàng Việt Nam để chinh phục người Việt Nam. Một cái thị trường đứng thứ 13 thế giới về dân số, thiên hạ ùn ùn kéo nhau đến đây, mà chính chúng ta lại bỏ cuộc, thua ngay trên sân nhà. Trong đó chỉ mong cái thị trường ấy nó cứu mình thôi, chứ mình không chinh phục nó. Và chinh phục nó chính là gì? Chính phục vụ chính đồng bào của mình bằng những sản phẩm tốt nhất, bằng những dịch vụ tốt nhất, và mang lại lợi ích cho xã hội. Và trên cái nền tảng đấy chúng ta là cái bệ phóng, chúng ta vươn lên thế giới. Tôi đã nói điều này với Thủ tướng, và rất mong Thủ tướng và các bạn ở BBCI thấy là chúng ta hay một tâm thế đi, là hàng Việt Nam phải chinh phục người Việt Nam, chinh phục thị trường Việt Nam đã. Bây giờ các bạn vừa nêu là người Việt Nam giả làm hàng nước ngoài với hàng Trung Quốc, lấy hàng Trung Quốc chứ phải lấy hàng, trong khi đó là chính hàng Trung Quốc lại lấy giá hàng Việt Nam để tra trộn của chúng ta. Mà tiêm trách kỷ cho nhân, lỗi chính là chúng ta, chứ đừng nghĩ Trung Quốc. Trung Quốc đúng là thượng vàng hạ cám, cái gì họ có cả. Chính sự lựa chọn chúng ta là chúng ta coi thường và chúng ta lợi dụng cái thị trường Trung Quốc, lợi dụng lòng tốt của người dân, lợi dụng cái câu khẩu hiệu. Tại sao chúng ta không làm ngược lại đi? Chúng ta tự hào đây là hàng Việt Nam này, các bạn ăn đi, các bạn dùng đi, các bạn sẽ thấy nó không thua thiên hạ, và các bạn sẽ quảng bá ra đi thiên hạ. Đây là ý kiến của cá nhân tôi ở trong cuộc diễn đàn này, và thời gian cũng đã quá rồi, cho nên chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi cái phần trao đổi của chúng tôi. Xin nhiều lại cho ban tổ chức để chuyển sang cái chương trình thứ hai.
xin mời quý vị giải lao 15 phút ạ. Sau đấy chúng ta sẽ quay trở lại với phiên thảo luận thứ hai với chủ đề rất là hấp dẫn ạ. Xin mời quý vị nghỉ giải lao.